晶晶，啊，你来中国一个月了，你对中国有没有什么感想？Em thấy Trung Quốc là rất là hiện đại, kiểu nhiều nhà cao tầng, kiểu em biết rằng mà họ có thể xây được nhưng mà nhà cao như thừa, thật sự là thắc mắc. Và kiểu đường xá thì rất là hiện đại và sạch sẽ, họ có nhiều đường giao thông kiểu em tưởng tượng được ấy, kiểu như đường tàu bữa chiên cho em đi rồi, em cũng không thể biết mất hàng họ có thể mất hàng. Vậy họ kiểu có thể xây nhà được dưới đất, không phải xây được đường dưới đất mà cũng có thể được xây ở trên rú đấy. Sắc mặt còn ở đấy xây nhà mà ở mình đang ở tầng 22 mà như kiểu đứng ở tầng 1 ấy. Cáo mà em ở tầng bữa chi dần lên tầng 22 mà nhìn xuống em mới biết là bây giờ thì cảm nhận của em về người Trung Quốc như thế nào? Em cho người Trung Quốc kiểu họ rất là hiểu khách ý, tôn trọng người nước ngoài chứ không phải là kiểu như trong mấy cái tivi Việt đi. Giờ khi bữa em ở Việt Nam em nhìn truyền hình thì cũng không mấy thiện cảm với Trung Quốc. Nhưng mà khi sang đấy thì thấy người Trung Quốc họ tiếp đãi mình kiểu nhiệt tình các thứ. Nên em có thiện cảm hơn với người Trung Quốc. Em mới biết là người Trung Quốc cũng giúp đỡ người khác ấy rất là tốt bụng. Em cho người Trung Quốc cũng biết rằng mà họ làm gì mà nhiều tiền. xin vị kiếp. Trinh Trinh chủ thiên xin nên cả Hàng Châu cho biên đại Alibaba 看一下外面, 他说他以后要把阿里巴巴买下来. Mọi người chia sẻ bị kịp để mình mua lại Alibaba. Đầu tư gặp vốn. Mình có suy nghĩ sẽ mua lại TikTok không? Mua lại Đào In không? Đào In thì để mua Alibaba trước. Hãy trai khảo lưu ạ, xem mày Alibaba nó hơi trai khảo lưu mày bộ mày Đầu In. Thay khởi ai lắm. Ai đó thì em cũng muốn ở lại Trung Quốc không hay là muốn về Việt Nam? Kiểu mới đâu thì em lại muốn về Việt Nam nhưng gần về thì lại em lại muốn ở lại. Kiểu cuộc sống ở đây phù hợp vậy. Thì có những cái gì mà em không biết thì mong mọi người có thể giúp đỡ và ủng hộ em. Em rất cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ chị Huyền và cho em và mẹ cơ hội để được sang đây chơi trong vòng một tháng. Để cảm nhận được cuộc sống của người Trung Quốc hơn hao nhoáng rồi đi. Và rất biết ơn sự tôn trọng và tiếp đãi của mọi người. Em rất cảm ơn mọi người và rất mong là mình có thể được đi du học bên đấy. Và được mọi người ủng hộ và chào đón. Hẹn mọi người một ngày gần nhất. Mình sẽ gặp lại ở Trung Quốc. Ta cha cha cha. Hoàng An. Hoàng An. Hoàng An. Bài thiên à. Em kiểu thầy rất là thích thú với tiếng Trung. Kiểu lúc đầu thì em cũng nhắm tới tiếng Anh nhưng bây giờ thì lại chuyển hướng muốn sang học tiếng Trung. Về cố gắng học nha. Cố gắng học em mà thi sang bên em biết là nếu như mà muốn thi sang bên trường bên Trung Quốc này là cũng rất là khó không? Kiểu như ở Trung Quốc họ có rất nhiều là nhân tài. Nên là muốn đua được với họ thì phải cố gắng. Nếu muốn đứng mãi xa Alibaba yêu khăn thì ta nụ đi là. Tôi tại chỗ đứng đi à, tôi tại chỗ đứng cho đi hả, ý hồi yêu khâu đi là. Được em sẽ cố gắng đi mua lại. Nếu được thì mua lại tàu hình luôn. Hảo, ok. Na yêu hồi yêu nè gà chi hồi hai kỳ qua lại wang xa. Na ho nù li. Khảo sang Trung Quốc hoặc ta xuyên. Lại Trung Quốc lưu xuyên. Hả bà hảo? Hảo. Chà yêu. Chà yêu.